Những tòa nhà sụp đổ như những quân cờ domino, những thùng container nặng hàng tấn cũng bị thổi bay, chẳng khác nào những sợi tơ mỏng manh giữa sức mạnh kinh hoàng của tự nhiên. Hàng loạt cây cổ thụ bật gốc, đổ rạp chặn đứng những tuyến đường giao thông. Đó là những hình ảnh kinh hoàng được ghi lại tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, nơi siêu bão Craton vừa quét qua với sức gió khủng khiếp lên đến 173 km/h. Chính quyền sở tại xác định đã có ít nhất 2 người tử vong và 102 người bị thương do các vụ tai nạn mà cơn bão gây ra. Hàng ngàn người đang bị cô lập giữa biển nước, đặc biệt là thành phố Cao Hùng, nơi vừa ghi nhận lượng mưa kỷ lục lịch sử. Hiện tại cũng có rất nhiều đồng bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan rơi vào hoang mang vì mắc kẹt giữa nước lũ. Video sau đây sẽ đem tới cho các bạn những cập nhật mới nhất về tình hình bão lũ kinh hoàng đã và đang khiến Đài Loan phải chao đảo. Với sức gió cấp 16, giật trên cấp 17, bão Craton chính thức đổ bộ vào đảo Đài Loan trong khoảng trưa ngày 3 tháng 10. Sau khi gây ra mưa rông và gió mạnh diện rộng trên vùng bờ biển Đài Loan trong suốt ngày 2 tháng 10, nhiều địa phương tại thành phố Cao Hùng ghi nhận sức gió giật trên cấp 14, mang theo mưa lớn và gió lạnh. Sức gió giật mạnh thậm chí còn khiến nhiều thùng container bị lật đổ, thổi bay, gây ra những cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy trong mắt nhiều người dân Đài Loan. Nhiều tuyến phố và tuyến đường bị ách tắc, mất khả năng lưu thông do cây cối lớn bị bão quật đổ. Nhiều biển hiệu, mái nhà bị gió cuốn bay, gây nguy hiểm cho phương tiện giao thông. Một số nơi ghi nhận tình trạng lũ lụt, sạt lở đất. Chính quyền thành phố Cao Hùng trước đó đã công bố thông báo khẩn cấp yêu cầu người dân ở yên trong nhà, không tiếp cận các khu vực có nguy cơ lũ lụt, sạt lở như là vùng đồi núi hoặc là gần sông suối, bờ biển. Trong ngày 2 tháng 10, siêu bão Craton còn cách địa bàn thành phố Cao Hùng 110 km, di chuyển về phía hướng bắc và đông bắc với sức gió duy trì là 173 km/h và giật lên tới 209 km/h. Thị trưởng thành phố cho biết chính quyền Đài Loan đã huy động 40.000 quân nhân chuyên nghiệp sẵn sàng túc trực nhằm thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Trước đó, ngày 1 tháng 10, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cũng đã tiến hành cứu hộ, cứu nạn một số tàu thuyền bị mắc kẹt ngoài khơi, không thể cập bến do mưa lớn, sóng dữ vì ảnh hưởng của bão. Theo ghi nhận từ truyền thông địa phương, công tác cứu hộ đã được thực hiện một cách kịp thời. Các thủy thủ trên những tàu bè bị mắc kẹt nơi ngoài khơi đã được đưa vào bờ an toàn bằng trực thăng cứu hộ. Tình trạng mất điện diện rộng cũng kéo dài từ hôm ngày 3 tháng 10. Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan thời tiết Đài Loan, Trung Quốc, bão Craton đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, một người mất tích và hơn 600 người bị thương. Sở Cứu Hỏa huyện Hoa Liên xác nhận vào khoảng 11 giờ ngày 1 tháng 10, một người đàn ông khoảng 70 tuổi thiệt mạng do gió giật mạnh khi đang cắt tỉa cây tại nhà riêng ở Hương Thọ Phong, huyện Hoa Liên. Đến tối ngày 2 tháng 10, nạn nhân thứ hai thiệt mạng do bão Craton là một người đàn ông 66 tuổi bị đá đè khi lái xe qua khu vực đường cao tốc Sao Linh ở Hương Thái Ma Lý, huyện Đài Đông. Lúc 13 giờ ngày 1 tháng 10, Sở Cứu Hỏa huyện Vân Lâm cũng nhận được báo cáo về một người rơi xuống biển. Tuy nhiên, Sở Cứu Hỏa Vân Lâm phải tạm dừng công tác tìm kiếm nạn nhân do sóng lớn. Nạn nhân mất tích còn lại bị nước cuốn trôi ở gần cầu Thủy Nguyên tại Hương Tú Lâm, huyện Hoa Liên vào lúc 14 giờ ngày 2 tháng 10. Bão Craton cũng gián tiếp gây ra 9 ca tử vong khác khi cản trở các nỗ lực cứu hộ sau một cơn hỏa hoạn bùng phát tại bệnh viện thuộc Bình Đông hôm ngày 3 tháng 10. Ngoài thiệt hại lớn về người, cơn bão cũng đang gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm ngàn người dân khác tại Cao Hùng. Hiện hơn 100.000 ngôi nhà vẫn đang phải chịu cảnh mất điện, 130.000 ngôi nhà lâm vào cảnh tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, giới chức Đài Loan cho biết họ cũng đã thành công sơ tán hơn 10.000 người dân khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở do ảnh hưởng của bão. Thị trưởng thành phố Cao Hùng Trần Chí Mai bày tỏ mối lo ngại trước sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão. Một số khu vực ở phía đông Đài Loan ghi nhận lượng mưa hơn 1,6 m, khiến đá và bùn đất đổ xuống đường, gây nguy cơ sạt lở và lũ lụt diện rộng được ghi nhận ở mức đặc biệt cao vào trưa ngày 3 tháng 10. Ông Trần cho hay, sức mạnh và mức độ tàn phá kinh khủng của siêu bão Craton có thể so sánh với cơn bão Thelma năm 1977. Cơn bão lịch sử gần như tàn phá hoàn toàn cơ sở hạ tầng của thành phố Cao Hùng thời điểm đó và gây ra cái chết của 37 người. Với sức gió lớn khi tiếp cận đất liền, lên tới cấp 16 và giật cấp 17,
bão Krathon thậm chí còn được đánh giá là có thể gây ra sức tàn phá lớn hơn cả bão Yagi. Sau một ngày càn quét khu vực đảo Đài Loan, cơn bão cũng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, chưa có con số thống kê chính xác về thiệt hại về người và của. Theo dự báo của các chuyên gia, tổng thiệt hại mà bão Krathon gây ra cho khu vực Đài Loan, Trung Quốc có thể lên đến hàng trăm triệu đô la. Diện tích đường giao thông, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, sạt lở, mất khả năng sử dụng đặc biệt lớn, đòi hỏi chính quyền địa phương phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên để khắc phục. Tại thành phố Cao Hùng, nơi các trường học và văn phòng vẫn đang đóng cửa, công tác dọn dẹp cây gãy, đổ, kính vỡ cùng các biển hiệu quảng cáo ngổn ngang trên đường đang được khẩn trương tiến hành. Chính quyền Đài Loan đã huy động hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ dọn dẹp tại thành phố cảng phía nam. Tính đến ngày 4 tháng 10, bão Krathon đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không còn khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam. Một số khu vực thuộc vịnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khi nhận mưa lớn do ảnh hưởng từ áp thấp, nhưng chúng ta đã có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm vì không phải đón nhận thêm một siêu bão từ Biển Đông nữa. Hiện trạng số lượng bão và siêu bão gia tăng tại khu vực Biển Đông cũng đang trở thành vấn đề đáng báo động đối với các nhà nghiên cứu. Chỉ trong vòng 2 tháng, các quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp giáp Biển Đông bao gồm Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Trung Quốc, v.v. đã phải hứng chịu những thiệt hại không thể đong đếm về người và của sau hai siêu bão lớn bậc nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Tính trên toàn thế giới, chỉ trong vòng 1 tháng đã xuất hiện 5 cơn bão đạt tới cấp độ siêu bão, bao gồm Yagi, Babinka, John, Helena và Krathon. Các chuyên gia khí tượng quốc tế thậm chí đã phải đặt tên cho thập niên 2020-2030 là thập kỷ của bão hay là kỷ nguyên của bão, bởi tần suất hình thành của bão cao bất thường trong những năm qua. Một trong những nguyên nhân chính được nhấn mạnh vẫn là hiện tượng biến đổi khí hậu, khi nhiệt độ của các đại dương đang dần ấm lên và tiếp thêm năng lượng cho sự hình thành của những cơn bão ngoài khơi. Báo chí đưa tin rằng hồi cuối tháng 7 năm 2024, Đại học Rowan của Mỹ, Đại học Nanyang của Singapore và Đại học Pennsylvania của Mỹ cũng đã công bố kết quả nghiên cứu về tác động biến đổi khí hậu lên cường độ bão ở Đông Nam Á. Dựa trên phân tích 64.000 mô hình bão trong quá khứ và tương lai, trải dài từ thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 21, nhóm phân tích nhận thấy các cơn bão nhiệt đới ở Đông Nam Á đang thay đổi theo một xu hướng là hình thành gần bờ hơn, tăng sức mạnh nhanh hơn và duy trì cường độ khi vào đất liền lâu hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi đổ bộ vào đất liền, các cơn bão hiện nay sẽ ít giảm cấp độ hơn, cũng như có khả năng tàn phá mạnh hơn nữa. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng thì khu vực Biển Đông đã liên tiếp hứng chịu sự càn quét của hai siêu bão mạnh nhất trong hàng chục năm trở lại. Những hình ảnh đau thương và thảm khốc mà cơn bão Yagi gây nên tại các tỉnh miền Bắc nước ta hẳn vẫn còn ám ảnh tâm trí của cộng đồng mạng. Và giờ đây, những khoảnh khắc tương tự đã xảy đến với người dân tại đảo Đài Loan, Trung Quốc, mà nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là thành phố Cao Hùng, nơi tâm bão đi qua. Khi mà những người dân thuộc các quốc gia tiếp giáp Biển Đông còn chưa hết bàng hoàng với những thảm cảnh mà siêu bão Yagi hay còn được biết đến ở Việt Nam với tên gọi là bão số 3 để lại, thì người dân Đài Loan, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu thiệt hại nặng nề bởi một siêu bão mang tên Krathon. Và những cơn bão liên tiếp ập đến càng khiến nhân loại cảm thấy nhỏ bé trước sự thịnh nộ của thiên nhiên.